Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến hoặc là quay trở lại kênh YouTube của Phát Computer. Ngay bên cạnh mình đây, anh em có thấy đây là một sản phẩm gì không? Đây là một con cua hoàng đế. Và cua hoàng đế thì mình không bắt ở biển hay là ngoài chợ, mà cua hoàng đế này được mình bắt ở bên Acer Việt Nam. Thì sau đây, mình sẽ mở hộp và trên tay sản phẩm này để xem bên trong có những gì nhé. Ok, thì sẽ đến phần mở hộp thì đầu tiên là phần vỏ ngoài đi. Và phần vỏ ngoài thì ở đây sẽ là sản phẩm này có tên là Audi Raptor, đặt tên tiếng Việt đi, GTAX 11000. Ở đây ghi chữ là Gaming Router. Thì Gaming Router là gì? Một chút nữa mình sẽ tìm hiểu xem chính xác tại sao lại có tên gọi là Gaming Router. Và chiếc con cua hoàng đế này thì sẽ được tích hợp sẵn đèn LED Aura Sync. Đó, và mình sẽ mở hộp để xem bên trong sẽ có những gì nhá. Thì đây chỉ là sơ qua phần bên ngoài thôi, bởi vì công nghệ nó có quá nhiều rồi. Ui. Thì trước khi đi vào từng cái linh kiện một thì đây, cái phần úp này sẽ trang bị sẵn mút xốp này và cũng tương đối êm mà để bảo quản cho sản phẩm này, bởi vì sản phẩm tương đối đắt mà. Và đây là 8 cái càng cua. Anh em để nhìn 8 cái càng cua. Thường thì cua sẽ có càng to càng nhỏ đúng không? Tuy nhiên thì sản phẩm cua hoàng đế được mình bắt bên Acer thì 8 càng nó bằng nhau, nó không to mà nó cũng chẳng nhỏ. Mình sẽ đặt ở đây. Ok, thì đây là 8 chiếc càng và tiếp theo là bộ nguồn cũng như dây nguồn. Thì sản phẩm này tương đối là tốn điện khi so với các sản phẩm router wifi khác, thế nên nó sử dụng một cục nguồn tương đối là to và mình sẽ để cục nguồn này ra ngoài cho đỡ vương víu. Và cuối cùng, ui trời ơi, quá nặng anh em ạ, thực sự nặng luôn. Ủa sao mình không lấy ra được nhỉ? Hơi khó khăn một chút. Ồ, nặng thật sự. Và mình sẽ để chiếc hộp này ra bên cạnh và chút nữa mình sẽ lấy vào. Thì đây, đây là sản phẩm cua hoàng đến từ Acer. Ở giữa có logo này. Thì lần đầu tiên nhìn vào cái logo này, mình cứ tưởng đây là logo kim loại bóng cơ, nhưng mà thực chất không phải. Đây là logo được có LED Aura Sync. Và trên đây là các ký tự Maya cổ đại, vì đây là một sản phẩm đến từ dòng ROG mà Republic of Gamer. Thì về phần cổng kết nối sao? Thì đây chính là nút bật tắt, đây là cổng nguồn. Có hai cổng USB Type-A và tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cổng RJ45. Trong đó sẽ là một cổng chính cho anh em cắm dây mạng vào. Và đây là cổng 2.5GE. Thì cái cổng mạng LAN này sẽ giúp anh em, WAN LAN sẽ giúp anh em truyền tải tốc độ nhanh hơn gấp 2.5 lần. Và cùng với đó là 1, 2, 3, 4 cổng khác để giúp anh em chia đều ra hơn. Thì ở đằng sau đây thì sẽ có một cổng boot để kiểu boost tốc độ lên đấy, và cổng bật tắt wifi. Ví dụ như anh em không muốn cho phát wifi nữa, anh em thì bấm vào một nút phát mất wifi, bấm phát nữa lại bật wifi. Ở đây là cổng kết nối riêng, kết nối thì mình sẽ lắp tất cả 8 cái chân vào để xem hình dáng em nó sẽ trông như thế nào nhá. Và ok anh em, mình đã lắp xong rồi đây. Thì anh em có thể thấy thì hơi lạ so với con cua hoàng đế đúng không? Thường ấy, cua thì người ta hay bỏ chân xuống dưới đúng không? Tại sao con cua này nó lại hơi ngược ngược một chút? Thì nếu anh em thích thì có thể lộn ngược lại cũng được, để cho nó đứng trên cũng được. Nhưng mà mình khuyên thực sự không nên làm vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng vấn đề độ bền, nó sẽ không chắc chắn. Và việc anh em nghịch như vậy mà hỏng thì đương nhiên rồi, sẽ không được bảo hành đâu. Và sản phẩm này cũng tương đối đắt tiền, và để như này cũng rất là đẹp mà đúng không? Ok anh em, mình sẽ demo cho anh em đèn. Đó, em đẹp không anh em? Thì hiện tại mình chưa lắp vào máy để có thể đồng bộ qua Aura Sync. Thì cái phần này sẽ để ở phần sau đi. Thì mình sẽ demo trước phần đèn thôi. Thì chiếc router đến từ Acer này có điểm gì đặc biệt mà có thể nói là router gaming? Thì đương nhiên rồi, phải có gì đó thì người ta mới dám nói chứ đúng không? Thì công nghệ sẽ được in sau phần vỏ hộp. Thì đây là phần tối ưu hóa băng thông cho gaming. Ví dụ anh em đang sở hữu một mẫu laptop đến từ Acer chẳng hạn, một mẫu laptop ROG gaming nào chẳng hạn, anh em sử dụng thiết bị đấy kết nối với ổ router này và anh em sẽ đồng bộ qua ứng dụng, thì khi đấy tốc độ gaming nào của anh em sẽ được ưu tiên nhất. Tức là như nào, là toàn bộ các thiết bị kết nối ngoại vi khác chẳng hạn thì sẽ không được ưu tiên bằng cái thiết bị kết nối trực tiếp với chiếc router này, và khi đó sẽ đảm bảo được tốc độ gaming ở mức cao nhất có thể, cao nhất là có thể thôi nhá. Đi cùng với nó thì cũng tương đối nhiều các công nghệ hay ho theo kèm. Và điều đặc biệt ở đây anh em đó là gì không? Đó chính là chiếc router này hỗ trợ giao thức Wi-Fi 6. Thì
mình cũng đã không giải thích quá sâu về vấn đề Wi-Fi 6 này, bởi vì khi đấy thì chương trình đã khá là dài và mình chỉ nói sơ qua. Và có thể nhiều anh em gọi luôn là Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ thứ 6, thì Wi-Fi 5 thì là có thể nói là phổ biến nhất hiện nay, thì có tên là 802.11ac và Wi-Fi 6 là 802.11ax. Nghe có vẻ khó hiểu quá đúng không? Thì để sử dụng được Wi-Fi 6 tốc độ cao thì anh em sẽ cần một số các thiết bị ưu tiên có thể sử dụng Wi-Fi 6, và các thiết bị đó hiện tại cũng không có quá nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, mình đang có một mẫu bo mạch chủ ở đây cũng đến từ Asus luôn và có tích hợp sẵn công nghệ Wi-Fi 6. Và đây, em ở đây Asus ROG Strix X570E Gaming. Thì đây, có chiếc bo mạch chủ đến từ Asus, và đây là một trong những mẫu bo mạch chủ đầu tiên hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thì cho băng thông lớn. Thì tuy nhiên thì để tránh video quá dài thì mình sẽ để lại phần test ở phần sau đi. Thì phần ưu điểm có và nhược điểm có thì đương nhiên rồi, ưu điểm là nó đẹp. Nó đẹp giống như kiểu anh em đang có một gọi là hệ sinh thái ROG mà sở hữu một chiếc router này thì quá là tuyệt vời rồi. Và nó hỗ trợ ra thức Wi-Fi 6 như mình đã nói rồi, thì tốc độ nó sẽ rất là cao so với Wi-Fi 5. Tuy nhiên thì hiện tại trên thị trường cũng không có quá nhiều các thiết bị. Và nhược điểm thì mức giá sản phẩm này nó hơi đắt một chút, và cũng như vì các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6 trên thị trường chưa được nhiều, cho nên sản phẩm này sẽ vẫn tương thích được với Wi-Fi 5 thôi, tức là Wi-Fi phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên thì sẽ hơi lãng phí một chút về tốc độ. Và đấy chính là phần ưu cũng như nhược điểm của sản phẩm này. Thì anh em thấy sao về sản phẩm này? Có muốn chúng mình test về tốc độ của Wi-Fi 6 thì so với Wi-Fi 5 sẽ như thế nào không? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.